nhiệm vụ đặc biệt. Chuyến tàu đặc biệt ấy bất ngờ rú lên như một ngòi nhà, rồi xình xình chuyển mạnh, để lại dưới sau bao nỗi nhớ thương lưu luyến không thể nào quên. Đẹp như công viên nằm ẩn mình dưới những bóng cây mát, từ doanh trại đến thao trường bãi tập đều rất khang trang hiện đại. Mấy ngày đầu, nhiệm vụ chính của anh em chúng tôi là tổng dọn vệ sinh doanh trại, củng cố lại nơi ăn ở, nghe cán bộ hướng dẫn và mẫu cách thức phun chặn mặn, sắp đặt trật tự khu vực vệ sinh theo đúng quy định, đảm bảo đẹp thống nhất và thuận tiện cho sinh hoạt. Thấy mọi việc nhẹ nhàng thoải mái, tôi cũng cười thầm đắc chí. Thế mà khi còn ở nhà lúc nào bố mẹ cũng thủ ông sự thương. Là 7 giờ.
nay chương trình theo dòng thời sự sáng thứ bảy ngày 11 tháng 2 năm 2023. Chúc quý vị có thật nhiều niềm vui cùng những trải nghiệm thú vị trong những ngày cuối tuần này. Biên tập viên Thanh Huyền và Nguyễn Cường sẽ đồng hành cùng quý vị trong chương trình hôm nay với những nội dung đáng chú ý sau. Đại thắng của phim Tết Việt, kinh nghiệm gì cho các nhà làm phim? Đây là nội dung của câu chuyện ngày thứ bảy trong ít phút nữa. Hành trình trở thành nghệ sĩ giành nhiều giải Grammy nhất của nữ ca sĩ Beyoncé, nội dung này có trong tạp chí âm nhạc quốc tế hôm nay. Trong buôn màu cuộc sống, mời quý vị cùng gặp gỡ những kỹ sư trẻ người Bolivia và những công trình sáng tạo robot vì cộng đồng. Lạm phát
sát trung bình của Lào trong năm 2022 lên tới 23%, tăng mạnh so với mức 3,8% trong năm 2021. Đây được cho là đợt lạm phát tồi tệ nhất mà Lào phải gánh chịu kể từ cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997-98, với việc đồng kíp mất giá đáng kể so với đồng bạc của Thái Lan và đồng đô la Mỹ. Hiện chính phủ Lào đã ban hành nhiều chính sách để kiểm soát sự mất giá của đồng nội tệ, bao gồm tăng lãi suất và sử dụng dự trữ ngoại hối để nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu, đồng thời kiểm soát chặt chẽ tỷ giá hối đoái. Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Giám sát Cơ quan Sáng kiến Chiến lược, Tổng thống Nga Putin tuyên bố một số thương hiệu nước ngoài đang rời khỏi thị trường Nga và chịu tổn thất nặng nề, trong khi đó các doanh nghiệp Nga đã trụ vững và phát triển thành công. Anh Tú, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga đưa tin. Phát biểu tại cuộc họp, Tổng thống Putin lưu ý về nguyên nhân khiến một số thương hiệu nước ngoài rời khỏi thị trường Nga. Ngày nay, nhiều trong số họ đang rời thị trường của chúng ta dưới áp lực từ chính phủ của họ. Chúc họ may mắn. Nhưng vì mất thị trường của chúng ta, họ phải chịu tổn thất lớn. Đây là sự lựa chọn và quyết định của họ. Có lẽ ai đó đã nghĩ rằng tất cả những điều này sẽ sụp đổ và tan rã ở đất nước chúng ta ngay lập tức. Không có gì như thế đã xảy ra. Không có gì sụp đổ và tan rã. Các công ty của chúng ta, các doanh nhân của chúng ta tiếp nhận các doanh nghiệp này hoặc thậm chí là chỉ đạo tiếp tục công việc này và rất thành công. Nhà lãnh đạo Nga yêu cầu cơ quan sáng kiến chiến lược xây dựng một hệ thống lựa chọn và quan trọng nhất là quảng bá các thương hiệu nội địa có triển vọng để các công ty có thể tăng sản lượng và bán sản phẩm của họ và nhanh chóng đi từ một công ty nhỏ cấp địa phương thành một doanh nghiệp quy mô liên bang. Hầu hết các trường đại học ở Afghanistan đứng trước nguy cơ đóng cửa do phải đối mặt với những vấn đề về kinh doanh và hoạt động. Nguy cơ gia tăng sau khi chính quyền Taliban ban hành lệnh cấm giáo dục đại học đối với nữ giới. Nhiều quốc gia và tổ chức Hồi giáo, bao gồm cả Tổ chức Hợp tác Hồi giáo, đã lên án lệnh cấm phụ nữ và trẻ em gái tiếp cận công việc và giáo dục, đồng thời cho rằng động thái này của Taliban vi phạm luật Hồi giáo. Trước đó, nhà cầm quyền Afghanistan cũng đã ban hành lệnh cấm phụ nữ làm việc trong các tổ chức phi chính phủ. Bộ trưởng Tài chính Pakistan, ông Isadda cho biết nước này đã đồng ý các điều kiện giải ngân khoản tài trợ trị giá 1,1 tỷ đô la với Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Khoản tài chính này dự kiến sẽ giúp cho Pakistan duy trì nền kinh tế trong bối cảnh dự trữ ngoại hối chỉ đủ mua hàng nhập khẩu trong vài ba tuần tới. Theo Reuters, Pakistan và IMF đã đạt được sự đồng thuận về một số điểm chính như tăng thu ngân sách 170 tỷ rupee Pakistan, tương đương gần 630 triệu đô la. Hai lần tăng thuế dầu diesel mỗi lần 5 rupee Pakistan mỗi lít vào ngày 1 tháng 3 và 1 tháng 4 tới. IMF cũng đề xuất Pakistan thực hiện cải cách năng lượng như không thêm bất kỳ khoản nợ luân chuyển nào liên quan đến khí đốt, tiến tới cắt giảm hoàn toàn nợ luân chuyển trong ngành điện. Chuyên gia kinh tế Abid Hassan, cựu cố vấn của Ngân hàng Thế giới, lý giải. Trong nhiều thập kỷ, Pakistan đã theo đuổi chính sách năng lượng không tốt. Ngay cả khi Pakistan nhập khẩu phần lớn năng lượng, chính phủ Pakistan vẫn bán dưới giá nhập khẩu. Trong ít nhất hai thập kỷ, Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới đã cảnh báo về chính sách này của Pakistan. Việc giải ngân khoản trợ cấp trị giá 1,1 tỷ đô la của IMF đóng vai trò quan trọng giúp ngăn Pakistan vỡ nợ. Hiện nay, dự trữ ngoại hối của Pakistan đã giảm xuống mức thấp nhất trong 10 năm qua. Gần đây, sự xuất hiện của phần mềm chat tự động hay còn gọi là chatbot kết hợp trí tuệ nhân tạo AI mang tên ChatGPT đang tạo nên cơn địa chấn đối với lĩnh vực nghiên cứu trí tuệ nhân tạo nói riêng cũng như với ngành công nghệ nói chung. Gần như sau đó không lâu, gã khổng lồ Internet Trung Quốc Baidu cho biết sẽ cho ra mắt dịch vụ chatbot AI tương tự như ChatGPT vào tháng 3 tới. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin. Trong một tuyên bố chính thức được đăng tải rộng rãi trên truyền thông Trung Quốc, công cụ tìm kiếm bằng tiếng Trung lớn nhất thế giới Baidu cho biết dự án chatbot của hãng này có tên tiếng Trung Vấn Sinh Ý Nhắn và tên tiếng Anh Anybot, dự kiến sẽ ra mắt công chúng sau khi hoàn tất quá trình thử nghiệm nội bộ vào tháng 3. Theo đó, các công nghệ liên quan của ChatGPT, Baidu đều có đủ. Được biết, Baidu có kế hoạch coi dịch vụ này như một ứng dụng độc lập và dần nhúng chức năng này vào công cụ tìm kiếm Baidu bằng cách thêm các kết quả do chatbot tạo ra khi người dùng thực hiện yêu cầu tìm kiếm. Vừa rồi là một số thông tin trong nước và quốc tế.